Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của Khang. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa, đài chất lượng tốt mà giá thành thì lại mềm nhũn như bún đấy, thì quý vị và các bạn vui lòng nhắn tin hay gọi điện tùy theo số máy 036 88 88 479, giao hàng toàn quốc. Thì báo cáo với quý vị là mình vẫn ưu tiên về cái vấn đề gọi như thế là gọi là alo, nó trực tiếp, nhanh và gọn, đúng không ạ? Thế còn nhiều khi tin nhắn hay cái điện thoại nó kêu thì tất nhiên là phải ở cái thời gian, nói thật là phải đêm nhá, đêm lên giường nằm ngủ thì mới đọc tin nhắn, chứ còn ban ngày là lại còn cái việc lọ việc chai, đúng không ạ? Cháu nó học mà không nấu cơm cho nó ăn ấy, nó học trực tuyến mà, thế nó học xong rồi không có cơm cho nó ăn thì nó lại mắng kìa, đúng không ạ? Nhưng mà mình là người nhớ thì lại có phải là gì dại cái mặt ra, đúng không ạ? Đấy. Rồi thế lại như thường lệ, mời quý vị và các bạn là ui hết rồi, hiểu đi trà Thái Nguyên để cho nó thắm tỉnh quân dân đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, buổi trưa hôm nay Khang xin gửi tới quý vị và các bạn một chiếc âm ly chính hãng, gọi là ngon, bổ, rẻ. Khang gọi là ví nó như kiểu là mình chơi con xe 79, 80, 81 ấy. Đấy là những người đồng chí nào mà tầm tầm như Khang này sẽ biết cái sản phẩm như đó. Còn những cái đồng chí nào mà ở dưới Khang ấy, tức là về tuổi đời ấy, thì có khi bây giờ là nghĩ con quyền pha, đúng không? Gọi là ngon, bổ, rẻ, đúng không? Không hỏng hóc, ít hỏng hóc, ít hỏng vặt mà ăn ít xăng. Thì con âm ly này cũng vậy. Đấy, giá thành thì coi như là cực kỳ là hợp lý. Đấy, thế mà chất âm nó đưa ra thì cũng như giống như kiểu xe Honda chính hãng ấy nhá. Thì không cần phải bàn cãi, tại vì mình bàn bây giờ mình bàn về chất âm của Arirang nó hay nhá. Mà những người không thích Arirang thì người ta lại phản ánh, đúng không ạ? Đấy. Thế mà những người mà không thích Arirang mà mình lại bảo Arirang hay, nên cái khoản với âm thanh là mình không bàn, đúng không? Đấy. Thì mong quý vị và các bạn cũng thông cảm cho nhá, chứ không lại bảo Khang bán hàng thì Khang là người thợ mà lại còn không biết âm thanh của nó có hay hay không nhá. Thì nó hay ở trong tầm tiền, đúng không ạ? Đấy. Kính thưa quý vị và các bạn, tất cả các con chiết áp này, tất cả các con chiết áp này nhá, đã thay hết rồi vì nó cũ. Nó cũ thì nó tránh cái trường hợp vài 3, 7, 21 ngày về nhà quý vị và các bạn thì nó lại lẹt xẹt. Thế là thay công tắc. Đấy. Đấy, bây giờ làm sao? Bây giờ nó cứ tanh tách. À, nó nảy tanh tách. Công tắc này cũng thay rồi. Rồi báo cáo với quý vị và tổng thể nhá, là công chiết áp thay, công tắc thay, quắc thay nhá. Quắc của nó làm sao mà phải thay thì nó hỏng thì phải thay. Chứ còn để diễn giải ra thì nó lằng nhằng, đúng không? Không nhất thiết là phải diễn giải. Cho nó cẩn thận ra, nó cháy con này, nó cháy con kia làm cái gì cả, đúng không? Thì có cái vấn đề là quắc nó không sáng. Thậm chí nó sáng thế nhưng mà nó sáng mờ. Thì bỏ ngay, đưa vào cái con quắc vào nó còn sáng đẹp, sáng mới. Đây, cắm điện là lúc nữa mình cắm điện cho quý vị và các bạn xem. Đấy, rất chi là đẹp. Tổng thể con âm ly này nhá, đang nghe nhạc cũng như hát karaoke bình thường. Đấy. Thế còn về nhận định đấu nối phối ghép con này nhá, với Khang nhận định thì con này nó chỉ đánh loa với đường kính bắt 25cm trở xuống nhá, là ok. Thế còn 30 thì nó đánh được, thế nhưng mà nói chung là nó đuối nhá, nó không được căng. Đấy. Để cho những ai mà ví dụ như có nhà có loa 30 thì nói chung là cũng không nên tham khảo cái sản phẩm này, cho dù nó là hàng chính hãng. Đấy. Bắt 25 giờ xuống thì chơi được thôi nhá, chứ nên lưu ý. Thế đấy là Khang khuyến cáo người tiêu dùng thôi nhá. Đấy, thế còn gọi là còn do cái sở thích của từng người, đúng không ạ? Có người thì thích đánh căng, có người thì người ta lại không thích đánh căng, đúng không ạ? Đấy, thế cái đấy gọi là nó muôn hình muôn vẻ. Giống như kiểu Khang ví dụ như một người chơi audio cũng vậy. Đấy. Có người thì nói rằng chơi, những người thưởng âm là những người người ta nghe bé nhá, nghe đổ vừa nghe thôi. Đấy, nghe được mới cảm nhận được cái sự dí rách tí tách của nó, đúng không ạ? Thế nhưng những người đấy, nếu như người ta gọi là có một cái kiến thức nó chiều sâu một chút và gọi sự va vấp với cuộc đời, thì người ta cũng không bao giờ người ta dám nói những người nghe to là những người không biết thưởng âm, có phải không ạ? Để giải thích cho vấn đề này, Khang lấy ví dụ cụ thể. Trước đây nhá, đấy, trước đây cái thời gian trẻ của một cái anh A này, anh cũng là một người coi như là biết thưởng âm, đạt đến cái mức độ gọi như là uyên bác, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi tuổi anh ấy có rồi,
anh ấy bị điếc, đúng không ạ? Thậm chí anh chưa có tuổi, cái chuyện mà gọi là trẻ mà bị điếc, bệnh điếc thì các quý vị biết rồi, đúng không ạ? Bị điếc thì làm sao mở bé người ta không nghe thấy được, người ta phải mở to lên một tí người ta mới nghe thấy được. Đấy, thế mà ông lại dám chê là những người nghe to là những người coi như là không biết thưởng nhạc, đúng không? Đấy, đấy, đấy cũng là một cái sai lầm, tại vì mỗi người mỗi ý cơ mà, đúng không? Đấy, thế này Khang mạo muội lấy cái ví dụ như vậy, đúng không ạ? Đấy, kính thưa quý vị và các bạn, đây nhôm này thì thôi thì nhôm thì giới thiệu làm cái gì, đúng không ạ? Giới thiệu đi và giới thiệu luôn cho nó mấy sò nhá. Âm ly này là âm ly 8 sò. Đây, 8 sò. Sò công suất của nó là đây, 8 con sò. 8 con sò thì đương nhiên âm ly bây giờ nó chỉ có sò than này. Âm ly ngày xưa nó có sò sắt, âm ly của Tây ấy nó có sò sắt. Còn của ta nó cũng có sò sắt nhưng mà ngày xưa nó dùng con 2955 với lại con 3055. Đấy. Nó sò sắt nhưng bây giờ nó không sản xuất âm ly sò sắt. Bây giờ nó toàn là đại trẻ là này. Đấy, sò than. B688 và D718. Hàng công ty chính hãng thì nói chung là hàng nào cũng phải sửa thôi, đúng không ạ? Đấy, xe đạp vĩnh cửu còn phải sửa cơ mà. Thế nhưng mà ở tại thời điểm ở điểm Khang giới thiệu thì cái âm ly này chưa bị sửa nhá. Đấy, chưa bị sửa về hai mạch công suất. Hai mạch công suất là chưa bị sửa. Thế còn nó bị sửa ở chỗ nào? Đây, kính thưa quý vị và các bạn đây. Hai con điện trở này. Đây. Đấy. Hai con điện trở này nhá. Đấy, nó chưa cháy. Thế nhưng mà mình nhìn thấy cái sự thoái hóa biến chất của nó ngả màu, đúng không ạ? Thế thì nếu như ta không thay nhá, nếu như ta không thay thì chỉ một thời gian nữa thôi. Còn tất nhiên là mình không thể biết chính xác được nó là bao lâu. Đấy, thế nhưng mà một thời gian nữa là nó sẽ hỏng. Bởi vậy là Khang thay rồi. Đấy, hai mạch công suất thì chưa có sửa chữa nhưng riêng cái mạch dưới này thì thay hai con điện trở này rồi. Đấy, thay cái gì? Nói luôn để cho quý vị và các bạn biết nhá. Đấy, còn đây. Hàng xịn thì bao giờ nó cũng kết nối bằng jack. Đấy. Đây, cái con diode nắn cầu đây nó còn lắp nhôm tỏa nhiệt. Không biết là của Hàn Quốc lắp hay của ta lắp thì cũng không rõ nhưng mà rất chi là cẩn thận. Tụ thì hai tụ lọc nguồn đây 10.000 microfarad. Đây. Đấy, 63V 10.000 microfarad, đúng không ạ? Đấy. Thì nhà sản xuất người ta tính rồi cũng không nhất thiết phải đưa những con 15, 20.000 vào đây làm gì cả, đúng không? Tại vì nó phù hợp, thứ nhất là cái tụ của người ta nó là cái tụ dung lượng nó chuẩn, đúng không? Còn cái thứ hai thì nói chung là do cái kỹ sư người ta thiết kế, Khang cũng không gì, không tự thiết kế ra được, người ta thiết kế ra. Nha. Đấy, mỗi bên là 4 con âm ly này, 8 con. Nhắc lại quý vị và các bạn, những người nào mà có loa có đường kính 30cm thì cũng không nên tham khảo con này, nha. Đấy, vì nó không đáp ứng được đâu. Đấy, Khang này, qua sự trải nghiệm của Khang, Khang cứ phách vị nói thẳng luôn. Biến áp xuyến, biến áp tròn. Ở khu vực ở miền Nam anh em gọi là tăng phô tròn hay tăng phô xuyến, tùy mỗi nơi gọi một kiểu. Thế nhưng mà đây, nó là biến áp hàng qua như thế là hàng xịn nha. Những cái Ariel này thì nó đa số của nó là biến áp tròn. Đấy, thế còn biến áp vuông thì là những hãng khác nhưng mà Ariel là biến áp tròn. SKM đây là cái chữ kia của hàng Ariel, đúng không ạ? Đây, qua công suất này. SKM này. Mình vừa nói từ M thế mà M hình thật đúng không? Đấy. Đúng là không nói từ M thì nó lại không M mà nói tới hình nó lại M. Echo 2399. Delay nhá. 2399. 2399 này thì rất nhiều hãng dùng, chứ không cứ gì Ariel. Đấy, kể cả Nanomax của Sơn Tùng các thứ, rồi là đa tơn, zin tơn các kiểu, ông Ly Việt Nam là rất hay dùng. Đấy. Rất hay dùng con 2399 này. Mình cảm thấy là hát hòa là được, ok. Độ rú rít của nó rất thấp. Đấy. Đây, quay tới quý vị và các bạn cái con quắc này thay nhá. Đấy, cái con mặt quắc này. Con mặt quắc này nãy mình báo rồi đúng không ạ? Giờ báo lại là đã được thay, vì sao? Vì con cũ của nó không sáng nữa. Đấy. Thế mà đây, thay thì mình lại phải độ. Đây, phải độ bằng những cái tai treo này. Đấy, cái quai nhì. Đấy, quai nhì ở trong này là cái quai nhì, một cái miếng tôn dày cắt ra ở trong bẻ uốn vào đấy, bắt hai nốc này. Treo đó, mỗi hai đầu nhá. Như kiểu trường Sơn Đông với trường Sơn Tây đấy, hai đầu. Hai đầu này là được treo bởi hai cái quai nhì này, tôn dày. Đấy, bắt ốc. Eco cẩn thận. Đấy. Nhá.
Cái này bây giờ phá ra hơi khó, chưa nói chuyện là tung tung sẽ được nhá. Bắt ốc vít như thế này đấy. Thế bây giờ tiếp tục cho đến cái mặt sau nữa là hết nhỉ. Đây mặt đằng sau tổng thể của nó như này đấy. Công suất ở đây nó đề là 320W, tức là 100 đây này đấy, maximum đây 150W một bên, với điều kiện là trở kháng 4 ohm nhá. Đấy. Bono. Đây này. Nhỏ nhất là bono này, min này. Min 4 ohm nhá. Đấy, dưới 4 ohm là nóng đúng không ạ? Đấy. Dưới 4 ohm là không thích rồi đúng không ạ? Chị em cũng vậy. Ohm ít quá đúng không ạ? Đấy. Đấy. Nhưng mà thực tế vào năm 1998 Khang đại học điện tử thì lại có cái câu chuyện rằng là thưa với cô giáo là em chỉ gọi là ước ao được một ôm thôi, không nhất thiết là phải bốn ôm, một ôm cũng là niềm mơ ước rồi. Đấy, thì nó tùy vào trường hợp đúng không, nhưng ở trong trường hợp cái âm ly này thì tối thiểu là phải bốn ôm chứ một ôm thì ít quá không được. Thế nhưng đấy, ở những cái trường hợp khác thì thực tế ra nhá, trong cuộc sống ấy, ước ao một ôm thôi chứ không cần lấy 4 ôm đúng không ạ, chỉ cần ao ước được một ôm thôi đã cảm thấy mãn nguyện kiếp này rồi đúng không ạ. Thôi thế khi Khang xin phép dừng clip. Thế còn cái clip sau thì Khang sẽ test nhạc, test nhạc cũng như về cái phần hát karaoke của chiếc âm ly ngon bổ rẻ này. Còn cái clip này đến đây là xin phép tạm dừng để cho nó đỡ dài. Anh em phản ảnh là nó video nhiều lúc nó dài quá thì anh em cũng không thích nhá. Thế mà Khang thì cũng không muốn làm anh em không thích đúng không ạ, phải cố gắng làm sao mà tìm mọi biện pháp để gọi là cho vừa lòng em đúng không ạ. Đấy thì xin phép dừng clip ở đây. Trước khi dừng clip ở đây thì sao ạ, thì báo giá đúng không ạ. Đấy. Con sản phẩm này Khang đây này, Khang đề với giá số 7 này, thế là Khang cung cấp tới bà con nhân dân của 63 tỉnh thành là 700.000 đồng nhá. Đấy, thôi thì xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn bà con đã xem video của Khang. Chào thân ái. Merci. Thank you. Tiếng tàu thì là xia xịa. Đấy, đều là từ ngữ dịch ra tiếng Việt ta là cảm ơn bà con nhân dân.